Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Naha Vlog nha mọi người. Mình là Nhã nè mọi người. Thì hôm nay nói chung là giờ clip không có điều được mọi người. Tại vì mình chủ yếu mình quay bên kênh của mình. Rồi Hăng thì nội trợ rồi này kia, cái buông ra hai đứa không có ai rảnh hết cho mọi người, cho nên không có quay được. Còn mà quay clip mà gọi cuộc sống hàng ngày nữa, mình thấy cái chủ đề đó mọi người kiểu như không thích á, cho nên là mình cũng ngại không dám quay đâu mọi người. Tại vì quay mà mọi người không thích xem thì đăng lên thì nó bị mất tương tác mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với một clip tròn. Thì có rất là nhiều bạn gọi là nhắn tin cho ý tưởng mình tròn rất là nhiều, nhưng mà mình thấy bây giờ mình sẽ làm một cái ý tưởng này nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quên, không có nói trước được, nói trước mất hay mọi người. Bây giờ Hằng đang ở dưới bếp nấu cơm với mọi người, thì bây giờ mình chạy lên đây, mình đặt cái quay, mình cho anh Hằng một cái nha. Thì mọi người muốn biết mình cho anh cái gì á, đón xem video nha mọi người. Cần á. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái quay đây nha, rồi mình xuống dưới mình kêu Hằng lên. A few moments later. Vô đây nói cho nghe. Mày ơi, nó mang cái này. À, nó lạnh xuống xíu nữa đi. Chị mốt được rồi. Mốt rồi, ngay sau lưng em kìa. Ngồi đây ngồi đi. Cái gì đó, nói chuyện em xíu coi. Chuyện gì nói hoài em hồi. Ngồi vậy câu đi. Tự chị mầm cái mới nấu cơm mà. Vậy đi, có chuyện quan trọng muốn nói nè. Ây da em. Ai mượn để đồ gói đây. Vậy đi, có chuyện quan trọng muốn nói nè. Từ nực. Nực thiệt. Ở dưới nóng. Đi. Vậy đi, nói chuyện quan trọng mà sao làm như vẫn chơi trời. Nghiêm túc đàng hoàng, không có giỡn. Đi á. Nói về chuyện quan trọng này em đồng ý, không đồng ý cũng được, nhưng mà tại vì anh muốn nói về chuyện quan trọng vậy đó. Là cái gì trời, tự nhiên em đồng ý không đồng ý cũng được mà anh muốn nói chuyện quan trọng là cái gì? Đắn đo lên mình mới nói. Gì thôi khỏi nói đi. Tào lao quá à. Đắn đo quá khỏi nói. Em ngồi qua ghế đi. Chị. Đi. Rồi em nhìn thẳng vô mặt anh nè. Em đàng hoàng coi sao em cứ gờ lơ gì hoài vậy đó. Em ngồi vậy đàng hoàng coi. Trời ơi em giữa cũng được, nó mệt quá nó cơm sao mà nó. Nói chuyện cho đàng hoàng một cái. Mới gọi đầu suối chảy nữa nè. Không bước chảy nó chút. Rồi. Chuyện này quan trọng lắm nha. Anh do dự hôm nay anh mới dám nói á. Không tôn trọng người ta vậy chứ trời. Anh không có giỡn nha, em nè anh nghiêm túc nha, không có giỡn nha. Cái gì cự trời. Nghiêm túc. Nhìn mãi đi nghiêm túc mà cự. Lấy anh liều thuốc uống à. Mày có bị điên không mày? Anh sạc vừa gì không có thầy. Phải là lấy liều thuốc uống xong rồi mới nói chuyện nghiêm túc. Phải hút phải không? Nhiều hút quá vậy. Đưa. Mở ra đây, cụ ra đây anh nói gì nghe. Chụp cái hút này luôn đi. Hút này của em đi, mày nó mấy nè. Cua giùm anh đi. Trọng dữ rồi đó nha. Quán cơm sắp mới rồi trời. Đang bử rồi nè, sáng ăn trễ nè. Sáng không có xe đợi đi mua. Anh muốn có con. Để con đi. Đừng có giỡn, mấy chị không có giỡn được đâu đó. Nói thiệt à. Thiệt cái gì? Muốn có con. Con gì?
con nhanh đi. Em đẻ. Anh đẻ được anh kêu em chí. Không. Anh muốn có con để sau này ví dụ nó lớn lên rồi chút xíu rồi đám cưới hai mình cái bắt đầu nó cầm bông lên nó tặng cho ba mẹ nó. Không có được. Sao vậy? Nói chung là không có được đâu. Làm gì cũng được. Cái tư tưởng của mình vậy nhưng mà nhiều người nó không vậy rồi sao? Em cũng ít cái chuyện đó nữa sao không? Nhưng mà bây giờ phải lúc. Bây giờ mình còn trẻ mình gán có mình con còn đi. Trẻ thì mình phải cố gắng chứ sao có con không được. Mình cố gắng mình làm gì? Kiếm tiền. Hay, nói rất hay. Biết con một đứa con cực khổ như thế nào không? Có gì đâu cực. Trời ơi. Chịu cực thử coi nó cực cỡ nào. Thôi khỏi, em cực chứ anh cũng cực đâu là miếng hơn cái gì. Đi, đẻ đi, có bầu đi. Anh tự có bầu, anh tự đẻ. Có con đi rồi mốt sau này nó mình đám cưới là nó lớn rồi. Nó chụp hình cưới chung mình. Anh nói 25 tuổi anh mới cưới em, giờ anh mới 19 tuổi à, anh gấp gì vậy? Cái mục tiêu của anh là nhiêu đó thôi. Nhưng thực chất từ đây tới đó, nếu mà anh có đủ điều kiện sẽ đám làm đám cưới, nhưng mà anh muốn làm đám cưới chứ em là nói chung là cho nó nghiêm trang nhất có thể. Nghiêm trang nhất có thể. Tự nhiên nghiêm trang khùng á. Quỳnh trang nhất có thể, nó lộn. Quỳnh trang nhất có thể đối với anh thôi nha, chứ không phải là đối với người ta. Đối với anh thì nó hoành tráng nhất có thể, cho nên là anh mới đợi tới 25 tuổi rồi anh mới có, nhưng mà giờ có con trước đi. Thôi, bây giờ em còn nhỏ xíu mà, có con sao mà nuôi được, có biết nuôi đâu mà nuôi. Anh nuôi cho. Thôi đi bắt địch. Ăn cơm của anh chưa xong nữa. Giờ này 12 giờ mới ăn cơm. Trời ơi, có con chắc giờ này nó nhăn răng quá à. Ngủ thì 11 giờ mới thức. Cơm 12 giờ mới ăn. Cái xong rồi nhỏ chén nữa kìa. Có con kêu nó rửa. Sao có yên. Nói chơi chứ anh muốn có con. Anh muốn có con anh tự anh đẻ đi. Mời đẻ. Mời đẻ. Em chưa có muốn đẻ. Anh đẻ với ai khùng cái gì vậy? Em nói xàm em nói đã rồi em không làm gì vậy? Bể đầu bây giờ cục sẹt cũng không. Đi để con cho anh đi. Không. Đi. Để anh thấy giờ. Nít anh khoái quá rồi. Thì xuống dưới đựng cô đô đi, cô đô đang dưới đó. Cô đô con chiến mà anh muốn có con rồi tối ngủ với nó, anh gác nó, anh ôm nó. Thôi ơi thôi đi, anh mà có nó giỡn thôi chứ. Anh đè nó chắc nhẹp lép luôn á. Nó giỡn thôi chứ mình có con đi. Không. Thiệt mà. Đi nữa, anh điện nè, anh điện mẹ em, anh nói gì. Anh xin cho. Thôi khùng á. Anh điện mẹ xin cho. Không. Mẹ có cháu trước nè, rồi mốt có con có cháu rồi làm đám cưới rồi vui vẻ gia đình sum vầy. Em biết là nó vui nhưng mà tư tưởng của mình là người trẻ mình nghĩ thân, còn người những người lớn không biết được sao, đúng không? Thì để anh xin cho. Đâu phải cái chuyện này là đâu phải chuyện dễ dàng vậy, anh nói là người ta đồng ý đâu. Thì đâu rồi. Phải mà muốn làm là làm đâu. Em thì á, nói chung là em cũng muốn có con mà mới đám cưới, nhưng mà lỡ giờ mà em không chịu rồi mình có bầu cái bắt cưới liền, đúng không? Giấu luôn. Không điên hả? Làm gì có bầu cái chuyện gì giấu luôn hả? Nào đẻ đi rồi tính. Ôi anh mệt quá anh ơi, đừng có nước tới chân mới nhảy. Nhảy trước đi rồi chừng nào nước tới thì tính. Rồi bây giờ nói thẳng tóm lại là anh giờ anh muốn có con. Em làm được hay không? Không. Tại sao làm không được? Là chưa cũng đẻ, mới 18 tuổi kêu đẻ. 18 tuổi đẻ được rồi. Không, em vẫn còn muốn đi nhậu. Không, em vẫn còn muốn đi nhậu. Không, em vẫn còn muốn đi nhậu. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Lớn con gái, đứa nhậu nhẹt. Trời ơi, ủa bây giờ sao đàn ông nhậu được, đàn bà nhậu không được? Đàn ông không kiếm tiền được, đàn bà không kiếm tiền được vậy? Mắc gì nhậu không được? Vậy em có bầu rồi sao em đi chơi? Có bầu rồi phải thức sớm cho nó ăn nữa, thôi mệt lắm. Trời ơi, ngủ tới 8 giờ còn thấy sớm trễ thức. Trời ơi, con gái con lứa ngủ tới 8 giờ. Mệt quá em. Chị nghĩ hèm. Bây giờ em có con được không? Để em làm được chuyện đó không? Bây giờ em chưa sẵn sàng làm mẹ. Anh đi kiếm con khác làm mẹ không?
năm tao. Cái gì vậy? Tin em đá anh một cái anh chết đúng không? Anh nói anh muốn có con, em không chịu. Có con với anh thì em đi có con nhỏ khác. Anh nói ba luôn bây giờ. Nói ba luôn bây giờ. Nói ba gì? Ba kêu anh vậy á. Ôi ôi anh đừng có xạo ba như vợ. Ba kêu anh vậy. Ba không có vậy. Rồi anh hỏi em nè, em chịu có bầu không? Đã nói là bây giờ chưa sẵn sàng để làm mẹ, chưa có đủ trách nhiệm. Anh sẵn sàng thì anh kiếp bây giờ thì anh là... Đây. Bây giờ muốn không? Nói chuyện này hoàng, đồng tư đồng chân. Anh coi nói chuyện này hoàng với người ta không? Vậy em đi kiếm bằng khác ra được không? Kiếm khác gì? Kiếm khác không cho em có bầu. Ủa kiếm khác không cho em bầu, chị xùm xàm vậy, vậy cứ đi. Anh đi kiếm nhỏ khác có bầu với nó. Lại đây. Đâu nha. Lại đây ngồi. Người nói đi. Lại đây. Bây giờ hả? Cơm ăn còn thiếu ở đâu mà đẻ? Đẻ ra tiền đâu nuôi? Hả? Thì mình ăn cơm nó ăn cháo. Ở điên hả? Mình ăn cháo nó uống nước. Bây giờ không phải, bây giờ là hồi cuối hiện tại mình phải cho gì thế nào mình phải cuộc sống mình ổn định, mình khá giả xíu mình đẻ ra cho nó sung sướng. Anh muốn cho nó những thứ tốt nhất không? Đồ cũng phải tốt nhất nè. Gói đẻ cũng phải tốt nhất nè. Rồi đồ ăn đồ uống nó cũng phải hàng tốt chứ đâu phải hàng bình thường. Bây giờ hả mua trời ơi xưa uống cơm gạo còn lớn đừng nói ba cái đó vậy đi về thời hồi xưa rồi sống đi. Đi về thời hồi xưa nó sống đừng sống hồi bây giờ mua có mấy thời gian á đi về hồi xưa đó sống đi nói chuyện nói này cứ gà chút khác luôn đi giờ hỏi em chịu không kém ai đó kém đi vậy để con nghe nào không. Anh hỏi một lần nữa chịu không? Nãy giờ nói nhiều rồi mệt quá. Một lần cuối cùng chịu không? Không. Anh kiếm nhỏ khác. Ừ. Đi luôn đi, đi nha, đừng có bao giờ quay lại nữa. Kiếm nhỏ khác hả? Chịu đẻ cho anh một chục đứa anh nâng cho đã. Ừ đúng rồi. Anh nựng cho đã. Ừ đẻ cho anh nó nguyên một loại bóng luôn. Cho anh nựng đi. Tới lúc đó hả, đừng nói sao cái đầu chọc lóc. Cái đầu anh chọc, cái đầu lúc nào cũng còn tóc. Em ngồi đó đi, rồi anh sẽ dắt một con vợ xinh đẹp về và một bài con. Ừ, đi đi, đi lẹ vậy mấy, mệt quá. Em đừng có hối hận về những chuyện em đã làm hôm nay. Ừ. Em chưa xong hả, nữa ở đó đợi có con, làm chuyện mất lịch quá. Anh sẽ đem một con vợ xinh đẹp ừ. Và một lũ trẻ đầy đầy dễ hương về đây để mà nói giỏi tâm đường. Ừ, làm như anh bị dị gì á. Tự nhiên em bị dị gì. Em không chịu của con. Mệt quá. Nói trời thôi chứ. Em đẻ con cho anh đi. Thôi. Quét. Thành ra là chó hả? Là chó hả? Cái một nâu con mắt em luôn bây giờ. Em làm gì mà em phản ứng mạnh vậy? Để con đi với cô đâu mà ứng mạnh. Dễ tự đẻ đi. Anh đi kiếm nhỏ khác đẻ thiệt à. Đi đẻ gì. Anh nói thiệt á nha. Đi. Để đi cho ngủ rồi mệt quá à. Ngủ nữa rồi nè. Ngủ, tối ngày ngủ ngủ gì đó. Rồi sao đẻ con? Ừ. Ờ quên, ngủ mới đẻ con được. Đi, đẻ con nè. Dạ. Nói chơi mọi người chứ cái này chỉ là clip tròn thôi chứ à, nếu mình chưa muốn có con đâu nha mọi người còn trẻ lắm còn nhiều chuyện phải làm lắm mọi người hả? Còn phải lo cho ba mẹ còn phải lo thôi đi mệt quá nói nhiều quá đi ra chỗ khác không đi mà lỡ xui xui cũng vậy. Thì có nhiều bạn đó nói chung là thắc mắc về cái vấn đề mà hai đứa mình chưa có làm đám cưới đó mọi người thì sẽ có trong tương lai nhưng mà mình thì nãy mình cũng có nói luôn đó là hai đứa mình đã thống nhất với nhau rồi mọi người không có muốn cưới sớm tại vì muốn là hai cái đám cưới nó phải cho nó được trong mắt của hai đứa chút xíu mọi người mình phải phấn đấu sao mình làm cho vợ mình trong tương lai nở mày nở mặt chút xíu chứ không có muốn mà kiểu như cưới đại mọi người hiện tại giờ thì mình chưa đủ cái gọi là chưa đủ cái gì ta chưa đủ cái điều kiện để đáp ứng đủ cái nguyện vọng của mình về cái đám cưới cho nên là mình chưa muốn cưới nha mọi người thì hy vọng là mình sẽ đạt đủ cái
cái điều mình mong muốn sớm nhất trong tương lai để mình cưới ẻm về Vinh. Trời ơi. Cái này với lại lớp tròn nha mọi người. Rồi giờ chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.